Quên, xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình điều khiển cái TigerBot 6 bậc điều khiển cơ bản. Ở đây mình sẽ sử dụng TigerBot 6 bậc sử dụng động cơ server, 6 động cơ server. Thì đây sẽ là một video nằm trong chuỗi video về cánh TigerBot. Trước mình đã có làm video về cánh TigerBot 4 bậc sử dụng 4 cơ server, lập trình điều khiển cơ bản, rồi điều khiển từ xa, rồi học lệnh. Đây sẽ là video về cánh tay của boss 6 bậc sử dụng động cơ server. Sẽ có video lập trình cơ bản, là điều khiển cơ bản là cái video này, rồi một video điều khiển từ xa và một video hướng dẫn cho các bạn lập trình học lệnh trên cánh tay của boss 6 bậc này. Rồi sắp tới sẽ có video về cánh tay của boss 4 bậc mà sử dụng động cơ bước. Thì cái bộ kit này các bạn bên mình có bán, các bạn có thể nhắn lên trên fanpage. Bên mình có sẵn cái bộ kit này in 3D và có in sẵn số lượng rất nhiều, các bạn nhắn lên là bên mình sẽ gửi đi liền chứ không cần phải chờ in gì cả. Ở đây mình sẽ bán bộ kit thôi nha, chứ không có bán cái động cơ. Cái động cơ các bạn lên trên Shopee các bạn mua với mình. Về lắp ráp bộ kit này, có làm một video mà quá trình lắp ráp bộ kit cánh tay của boss 6 bậc này rồi. Các bạn có thể xem video đó, sử dụng 3 động cơ server MG996EG và 3 động cơ MG90S. Đây là MG996EG, 3 động cơ, rồi 3 động cơ MG90S. Rồi, đây là bộ kit nhựa in 3D. Thì mình sẽ điều khiển bằng 5 biến trở. Điều khiển 5 biến trở đi, điều khiển 5 cái trục và một cái nút nhấn đi điều khiển cái kẹp. Đây, nút nhấn để điều khiển cái kẹp, nhấn vô là kẹp, nhấn cái nữa mở. Rồi, cái bộ kit này thì như các bạn thấy là cái nó khá là dở các bạn. Nó khá là dở và nó bị rung. Nó rất là dở và dẫn tới câu chuyện là khi mà các bạn điều khiển nó không có chính xác. Kiểu cái bộ kit này làm chơi cho vui thôi chứ mình thấy nó không có chính xác cho lắm, nó không có chắc chắn, ổn định. Nó rung, nó rất là rung, là bởi vì cái kết cấu của nó là như các bạn thấy, các cái trục lắp trực tiếp vào con server, mà cái con server này không bao giờ nó chịu nổi đâu các bạn. Đây nè, các bạn thấy lắp trực tiếp vào cái tai am của server luôn. Ví dụ như cái con server này nè các bạn, nó phải gánh nguyên cái đống trên đây là rất là nặng, nó không bao giờ nó chịu nổi cả, nó không chịu nổi. Thành thử ra là cái bộ kit này là kiểu mình làm chơi cho vui cho biết, với cho biết là 60 nó như vậy, kiểu là mô hình thôi chứ nó không có thực tế, nó không có sát với thực tế ha. Thì điều khiển mình sẽ dùng 5 biến trở điều khiển 50, rồi một nút nhấn, rồi một cái bo Aono Mega. Linh kiện thì các bạn sẽ sử dụng 5 biến trở, ở đây biến trở 5 kg hay 10 kg gì cũng được, rồi một nút nhấn, một cái bo Aono Mega. Ở đây các bạn sử dụng Aono Uno cũng được ha. Rồi nguồn, một nguồn 6V 5A. Ở đây nguồn á, là mình dùng một cái nguồn 12V 5A, mình hạ áp xuống 6V 5A. Tại sao phải hạ áp là bởi vì các bạn chú ý sử dụng nguồn á, là ở đây nguồn mình dùng nguồn cho server là dùng nguồn riêng, không dùng nguồn từ Aono. Tại vì 6 con server, các bạn thấy 6 con server của mình rất là lớn, khi mà chạy cái dòng của nó sẽ lên rất là cao, bắt buộc các bạn phải sử dụng một cái nguồn riêng có cái dòng từ 3A trở lên. Ở đây mình sử dụng dòng 5A ha, tức là 6V 5A cấp cho 6 server. Đây các bạn thấy mình làm một cái mạch nè, các bạn cấp nguồn, một nguồn riêng cho server. Cái này rất là quan trọng nha, không dùng nguồn Aono nha, nguồn phải từ 3A trở lên. Rồi khi mà cấp nguồn riêng, các bạn bắt buộc phải nối một cái dây mát chung, dây gain ND chung, tức là từ cái nguồn riêng, từ cái chân âm của nguồn riêng, các bạn nối một dây vào cái chân gain ND của Aono, được chưa? Ở trên bo Aono có cái chân gain ND đó, thì các bạn phải nối từ cái chân gain ND của cái nguồn riêng nè, một dây cắm vào cái dây gain, cái chân gain ND của Aono đó, ta gọi là nối chân âm chung, hay là nối mát chung, hay là nối gain ND chung á, thì bắt buộc các bạn phải nối gain ND chung, các bạn mới nó mới chạy. Rồi thì trong video này á, là mình sẽ có những cái kiến thức đầu tiên á, là điều khiển server. Cái video hướng dẫn điều khiển server, sử dụng server mình có làm video rồi, các bạn có thể xem lại cái video đó, được chưa? Bởi vì nó rất là quan trọng các bạn, những cái kiến thức cơ bản, cái đó là những cái kiến thức cơ bản là các bạn phải biết. Ở đây mình sẽ không nói lại, mình sẽ không nói chi tiết lại ha, mình chỉ nói vô cái code mà điều khiển cái cánh tay robot này thôi, chứ mình không có hướng dẫn lại cách điều khiển server rồi sử dụng server như thế nào được chưa. Rồi cái cách đọc biến trở cũng vậy, cũng có làm video về cách sử dụng biến trở, cách đọc biến trở, rồi cách sử dụng nút nhấn, cách đọc nút nhấn thì cũng có làm rồi. Thành ra không, cái video này sẽ không có nói hướng dẫn chi tiết lại. Các bạn chưa biết, các bạn xem lại video đó cho mình. Cái sơ đồ nói dây thì cũng không có sơ đồ đó các bạn. Các bạn biết cách sử dụng biến trở, biết cách sử dụng nút nhấn, biết cách sử dụng động cơ server thì các bạn sẽ biết được cái sơ đồ. Chứ ở đây mình không có sơ đồ nên các bạn cũng đừng hỏi mình là có sơ đồ hay không, không có sơ đồ. Cái sơ đồ ở đây nó rất là đơn giản nha các bạn, không có gì phức tạp cả. Về code thì ở đây cái code mình sẽ để link dưới video đó, các bạn xuống dưới các bạn xem. Ở đây mình sẽ code bằng Visual Studio Code và Lab4Mio. Do Lab4Mio, Visual Studio Code thì cách sử dụng Visual Studio và Lab4Mio để lập trình cho Aono mình có làm video rồi. Các bạn vô danh sách phát nè, các bạn vô danh sách phát, các bạn sẽ thấy đây cài đặt Visual Studio Code để lập trình Aono. Mình đã có làm 5 cái video hướng dẫn rất là chi tiết rồi, các bạn xem lại chưa biết. Rồi
Ở đây mình sẽ có một cái thư viện, là cái này là thư viện mặc định ha, rồi cái thư viện server.h. Thì cái thư viện server này á là các bạn vô library nè, các bạn gõ server. Rồi, các bạn thấy cái server cái mục đầu tiên nè, 20 mấy ngàn lượt tải về nè, đây chính là nó, các bạn tải cái thư viện này về. Rồi, ở bên Laffer Mini thì của mình là Bomega ha, cái lúc đầu các bạn tạo project thì các bạn sẽ tạo project ví dụ Uno, các bạn tạo project là Bo Uno. Rồi, ở đây monitor space là 9600, cái cổng cơm của mình là cơm 10. Còn cái thư viện này là cái lúc đầu mình thêm thư viện vào là nó sẽ tự import vào thôi. Ok, bây giờ vô nói chi tiết về code. Thì đây xếp này lại rồi. Đầu tiên là mình thêm 6 server vô. Khai báo 6 server, và server số 6 là sẽ là một cái server kẹp á. Rồi, đây là cái chân kết nối của 6 server. Server 1 vô số 3, bắt đầu từ 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. Rồi, 5 con biến chở, 5 biến chở là từ A0 cho tới A4. Được chưa? Và cái nút nhấn để điều khiển cái server kẹp là cái nút nhấn vô chân số 2. Rồi, mình tạo 3 cái biến này để sử dụng cho cái nút nhấn này, đọc giá trị nút nhấn, một cái biến điếm và một cái mặc định. Rồi, ở dưới setup đó thì mở cổng zero 9600. Các bạn nhớ bên đây là 9600 ha. Rồi nút nhấn thì input pull up, tức là sử dụng điện trở kéo lên có sẵn ở bên trong Arduino. Điện trở kéo lên rồi điện trở kéo xuống là gì, pull up pull down là gì, mình có làm video mình nói chi tiết rồi, các bạn có thể vô kênh mình các bạn xem nếu mà chưa biết ha. Ở đây mình sử dụng là input pull up, tức là có điện trở kéo lên có sẵn ở trong Arduino cho cái nút nhấn. Rồi, khai báo khởi động 6 server lên đó. Thì ở setup có như đây thôi. Cái code này đơn giản tại vì mình điều khiển cơ bản mà. Rồi, mình sẽ tạo một cái hàm điều khiển gốc. Tạm thời ship cái hàm lại nha. Rồi, mình xuống vùng lớp trước. Ở trong vùng lớp thì đầu tiên là mình xử lý cái nút nhấn trước. Khi mà nhấn nút, đầu tiên là đọc cái giá trị nút nhấn nè. Khi mà nhấn nút thì cái biến điếm sẽ cộng lên. Rồi, mặc định nó sẽ bằng giá trị nút nhấn. Mục đích ở đây là mình để cho cái biến điếm không có cộng lên liên tục. Nếu như mà nhấn đè, nhấn cái thì cái biến điếm sẽ cộng lên thôi, chứ nó không cộng lên liên tục nếu như mà bị nhấn đè hay là bị dội nút nhấn. Được chưa? Rồi, nếu như mà biến điếm chia hết cho 2, tức là mục đích mình nhấn nút là mình để cộng cái biến điếm này, sau đó mình lấy biến điếm. Nếu biến điếm phần trăm 2 là chia lấy phần dư, nếu mà phần dư bằng 0 tức là chia hết cho 2, thì cái động cơ server số 6, tức là cái động cơ kẹp đó, nó sẽ kẹp. 180 là kẹp hay gì đó. Rồi không là mở ngược lại, không chia hết cho 2 là động cơ server 6 sẽ ra write 0, tức là kẹp hay mở gì đó thì tùy. Kẹp mở gì đó thì tùy cái lúc mà mình lắp ráp vô cái cánh tay thôi ha. Ở đây sử dụng nút nhấn nha. Rồi, ở dưới đây để điều khiển 5 cái động cơ server, 5 biến chở, đọc giá trị 5 biến chở và điều khiển 5 động cơ server thì nó tương tự nhau. 5 động cơ server này nó sẽ điều khiển tương tự, rồi đọc biến chở tương tự, thành ra mình sẽ tạo một cái hàm riêng. Tạo một cái hàm là điều khiển gốc, mình đưa vô cái hàm này là một cái biến chở, một là biến chở số mấy đó, rồi số thứ tự động cơ server. Rồi được chưa? Thì cái hàm này nó chính là cái hàm điều khiển gốc trên đây. Đây, mình đưa vô một cái biến chở, một cái biến là server, được chưa? Rồi, ở trong hàm mình sẽ tạo một cái giá trị biến chở analog read, đọc cái biến chở này. Mình đọc cái biến chở này một chút xíu nó xuống dưới, mình sẽ đưa biến chở bên dưới nè, đưa biến chở bên dưới vô nè. Rồi, đọc giá trị biến chở. Rồi mình tạo một cái hàm là gốc. Cái gốc này nó sẽ dùng cái hàm map để chuyển đổi cái giá trị biến chở là từ 0 đến 1023 sang 0 đến 180. Rồi nếu mà cái server đưa vào là số 1, tức là cái server một số 1 thì sẽ là server 1 write. Còn nếu cái server đưa vào là server số 2 thì server số 2 sẽ write. Nếu server đưa vào là server số 3 thì server số 3 write. Được chưa? Write cái gì? Write cái gốc mà chuyển đổi từ cái biến chở này. Rồi thì mình mới xuống dưới cái vùng lớp, mình gọi cái hàm này ra, mình đưa cái biến chở vào và mình đưa số server vào. Ví dụ như biến chở số 3 nè. Đây, cái biến chở số 3 này chính là cái biến chở mình nào, cái biến chở số 3 là biến chở cắm vô cái chân A2 nè. Đó, thì mình đưa biến chở số 3 vào, nó sẽ đọc cái biến chở số 3, đọc analog của biến chở số 3, sau đó chuyển đổi sang 0 đến 180. Rồi, cái server đưa vào là server số 3, mình đưa số 3 vào thì nó hiểu là server đây, cái server này đang là số 3 thì nó xuống dưới server số 3. Server bằng 3 thì server 3 rồi. Đó thì tương tự vậy, 5 server mình sẽ gọi 5 cái hàm này ra, gọi cái hào gọi cái hàm này 5 lần để mình điều khiển server. Rồi cái này in lên cổng zero để xem các cái gốc. Rồi, đây cho các bạn xem. Rồi, có đơn giản gì thôi, có điều khiển cơ bản mà. Sẽ có video hướng dẫn điều khiển từ xa, rồi video hướng dẫn điều khiển học lệnh. Điều khiển từ xa thì hơi khó hơn tí, rồi học lệnh thì hơi khó hơn tí nữa. Đó, thì khi mà mình điều khiển là các bạn thấy cái gốc. Đó, ở 180 cái của mình, cái động cơ server số 6 động cơ kẹp á, 180 đang là mở nè. Bây giờ mình nhấn cái là không nè các bạn, thấy không? Nhấn cái mở, nhấn cái không, 180 là mở, không là kẹp. Rồi thì các bạn thấy, ví dụ mình nhấn đè nè, mình đè luôn thì nó cũng là 180, tức là nó không nhảy cái biến điếm này, không nhảy liên tục các bạn. Biến điếm sẽ không cộng lên liên tục. Do là đây chỉ là phần điều khiển cơ bản
nên là cái code nó chưa khó, các bạn chỉ đơn giản là mình đọc cái biến chở để điều khiển các server thôi. Những cái video sau về học lệnh rồi điều khiển từ xa thì nó sẽ kết hợp nhiều thứ, code nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.